Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 10. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho em ở cái bài số 8 cuối cùng ở phần tự luận rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy cố gắng hoàn thành cho các em ở cái bài trắc nghiệm từ câu số 9 tới câu số 14, coi như là kết thúc cái năm học lớp 10. Còn cái phần ôn tập cuối năm thì thầy sẽ giao lại cho giáo viên ở trên trường để mà hướng dẫn cho các em. Tại vì ôn tập cuối năm thì bao gồm cả học kỳ 1, học kỳ 2 luôn em, nên là thầy cũng không có thời gian để quay đâu. Mà thầy sẽ tiến hành ôn tập thi kỳ 2 và ra đề thi học kỳ 2 cho các em tham khảo các em nhé. Ok. Rồi. Ta sẽ đi sang cái bài số 9 em, chọn cái phương án đúng trong các cái bài tập sau. Chúng ta cần phải tính cái giá trị sin của 47 pi trên 6 ha. Thì ở đây trắc nghiệm nhưng thầy sẽ làm theo kiểu tự luận để các em thấy được cái đáp án đúng ha. Như vậy sin của 47 pi trên 6 thì gặp cái trường hợp này á, chúng ta phải biết cách tắt em ạ. Em cách tắt. Như vậy thì ở đây em thấy sin này 47 thì theo em đã gần với số nào mà chia hết cho 6 nè, đó chính là số 48. Như vậy thì chúng ta sẽ tắt ra trở thành là gì? Âm pi cộng cho 48 pi chia cho 6 đúng không? Em hiểu không? Bạn tiếp này. Như vậy ở đây nó sẽ ra được là âm pi trên 6 cộng 48 mà chia cho 6, 6848 pi. Đó. Thì cái này là nó thuộc là K2 pi rồi này, K pi thì nó bỏ đi. Như vậy thì nó ra được là sin của âm pi trên 6. Mà sin của âm pi cos thì mình đối, nhưng mà sin đó thì chúng ta phải đưa dấu trừ ra trước, nghĩa là sin ở đây pi trên 6 âm của sin của pi trên 6. Như vậy thì mà sin pi trên 6 thì bằng 1 phần 2, nghĩa là kết quả ở đây sẽ bằng âm 1 phần 2. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D. Em hiểu không? Đó. Trắc nghiệm nhưng mà thầy làm theo kiểu tự luận như này thì các em mới dễ hiểu được, chứ không phải trên trời rơi xuống cái bảo chọn đáp án D thì ai mà biết được. Có khi là nhìn ở đâu thì có đúng chưa? Hiểu ý thầy nói đúng không nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở câu số 10 nhé. Ta đi sang bài số 10 em nhé. Đi sang bài số 10. Như vậy ở đây người ta cho các em là cos A. Cos A thì của chúng ta là bằng là âm căn bậc 2 của 5 trên 3. Nhớ giùm thầy cái điều kiện này. Cái góc A này nó nằm ở trong cái khoảng là pi. Ở đây là 3 pi trên 2, như vậy giá trị ở đây người ta yêu cầu là tính tan. Tính tan A mà ở đây người ta cho cos A thì chúng ta phải đi tìm cái công thức thể hiện cái mối liên hệ giữa tan và cos. Như vậy thì ở đây chúng ta có ở đây là cái công thức của nó là gì nè? 1 cộng tan bình phương A sẽ bằng 1 chia cho cos bình phương A. Được chưa? Từ đây chúng ta sẽ suy ra tan bình phương A sẽ bằng gì em? Chúng ta lấy 1 chia cho cos bình phương A trừ đi cho 1. Nghĩa là các em sẽ chuyển số 1 này qua để đổi dấu. Ok. Được chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ thế số vô. Như vậy thì cos A chúng ta thế cho chỗ đây. Như vậy thì tan bình phương A này sẽ bằng là 1. Cos bình phương A như vậy chúng ta thế là âm căn 2 của 5 trên 3 bình phương trừ cho 1. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây thầy ghi cái điều kiện ở đây, tí nữa thầy sẽ lấy cái giá trị nó để cho em thấy luôn nha. Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ta tan phương A này sẽ bằng 1 chia bình phương với âm đây là ra dương, căn ở đây nghĩa là 5 phần phần 9 này trừ 1. Như vậy tan bình phương A này sẽ bằng là 1 chia 5 phần 9, nghĩa là bằng gì các em? 9 phần 5 trừ cho 1. Cái này nhân lên đây thì sẽ bằng là 4 phần 4 phần 5. Cả đúng chưa? Đó. Như vậy thì tới đây chúng ta thấy là suy ra tan A sẽ bằng căn bậc 2 của 4 trên 5 thì sẽ bằng nó có hai giá trị cộng trừ là 2 trên căn 2 của 5. Bây giờ các em dựa vào trong cái điều kiện này, vì pi nhỏ hơn A nhỏ hơn 3 pi trên 2 nên ta suy ra ở đây tan A này nó sẽ lấy giá trị dương hay âm em, nó nằm ở trong cái cung này thì nó sẽ là dương, nên ta suy ra ở đây tan A sẽ bằng là 2 trên căn 2 của 5. Được chưa? Như vậy thì ở đây các em sẽ chọn đáp án này, B.
Được chưa? Đây như nào. Rồi, ta sẽ đi sang bài 11 em nhé. 11. Rồi, chúng ta đi sang cái bài 11 em nhé. Bài 11 thì ở đây chúng ta có này. Rồi, cho A. Cho A chúng ta là cái góc chúng ta là 5 pi trên 6. Cái giá trị của biểu thức ở đây. Tính giá trị biểu thức này. Như vậy thì đối với cái bài này thì chúng ta phải làm như thế nào đây? Thầy sẽ gợi ý và hướng dẫn thôi nha các em nha. Còn những cái bài này nó tương đối là dễ, các em chỉ việc thuộc công thức là sẽ làm được. Các em có đồng ý không nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này, cos của 3A này các em ghi lại. Được chưa nào? Các em thấy cos của pi trừ 3A. Nếu như mà sin á thì ra là dương, nhưng mà ở đây là pi, pi trừ 3A thì ngay chỗ đây thầy sẽ viết ngay đây cái dấu cộng này thành dấu trừ này. Nghĩa là trừ 2 cos của 3A. Cos của 3A, được chưa nào? À, sin bình phương pi trên 4 trừ cho 1,5a thì cái này thầy sẽ viết trở thành là 1 trừ cho cos của pi trên 2 trừ 3a chia cho 2. Sau đó các em sẽ biến đổi và thế vào, thế cái góc a này này vào, khi đó các em sẽ tính ra được cái giá trị nó sẽ bằng bao nhiêu em. À, nó sẽ bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ chọn thầy là câu C, được chưa nào? Cái này các em tự tính nha. Tương tự như vậy ở cái bài 12. Bài 12 thì chúng ta có là gì nè? Cái giá trị biểu thức A người ta cho này. Thấy chưa nào? Là bao nhiêu trong các cái đáp án này. Như vậy thì ở đây các em thấy này, thầy gợi ý một chút xíu thôi. Ở câu này. Các em sẽ tính giùm thầy cái chỗ cos. Cos bình phương của pi trên 8 ra bằng bao nhiêu, sau đó các em chỉ thế vào chỗ đây. Các em có hiểu nào? Như vậy thì cos bình phương của pi trên 8 chúng ta sẽ tính ra được nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2 cộng 1 chia cho 2 căn bậc 2 của 2. Và đồng thời chúng ta sẽ tính được sin bình phương của pi trên 8 sẽ bằng căn bậc 2 trừ 1 trên 2 căn bậc 2 của 2. Và sau đó chúng ta sẽ thế vào đây. Và chúng ta sẽ tính được A. Và nó sẽ ra được là căn bậc 2 của 2 chia 4. Nhớ nha. Vậy đây chúng ta sẽ chọn thầy là ăn D. Thầy gợi ý và hướng dẫn như vậy để chúng ta tự làm. Chứ ý là thầy nhiều quá thì nó cũng không tốt ha. Ok. Ta đi sang ở cái bài 13 nha. Đối với bài 13 ha, thì các em thấy này. Người ta cho các em cotan 1/2, mà ở đây người ta cho sin A, cos A. Thấy chưa nào? Đó. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chia nha, cái bài 13 nó cũng dễ thôi em. Nghĩa là các em chỉ việc biến đổi xíu ra nghe mà. B này. 4 sin A cộng 5 cos A chia cho 2 sin A trừ 3 cos A, đúng không? Bây giờ thầy sẽ ở tử á, thầy sẽ chia ở đây cho sin A và đây cho sin A. Như vậy ở đây thầy sẽ còn số 4 thôi, ở đây 5. Thì cos A chia sin A này. Ở dưới đây thầy cũng sẽ chia sin A thì đây sẽ còn là số 2 và đây là 3 cos A chia cho sin A. B này sẽ bằng là 4 cộng 5 cos chia sin là bằng cotan này, cotan A chia cho 2 trừ cho 3 cotan A. Và cotan A bằng 1/2 thì các em thế vào 4 cộng cho 5 nhân cho 1/2 chia 2 trừ cho 3 nhân cho 1/2. Và chúng ta sẽ tính ra ha. Và ở đây chúng ta sẽ tính ra được là bằng 13 các em. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu C nha. Được chưa? Rất là dễ. Chúng ta chia cả tử và mẫu cho sin A thì bài này nó sẽ ra thôi. Được chưa nào? Bài cuối cùng em. Ôi dồi, hên quá. Ta có bài 14. Người ta ở đây là người ta lại cho tan tính cái này. Thì ở đây em thấy đây sin không? Em thấy sin chưa nào? Thì cách làm cũng vậy em, chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho cos.
chia cả tử và mẫu cho cốt, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ biến đổi và ra giống như cái 313 thầy chỉ gợi ý như thế, được chưa nào? Trong quá trình tính toán thì cái kết quả ở đây đó chính là sẽ là câu B nha, thầy chọn cho em để em biết chính xác đáp án đúng. Để chúng ta làm, thầy bảo là phải chia cho thầy cho cốt A nha, được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ tiến hành ôn tập và ra đề tham khảo cho các em nhé. Còn riêng cái phần bài tập ôn tập cuối năm thì thầy sẽ không quay, mà để do giáo viên chủ nhiệm của em sẽ làm, được chưa nào? Tại vì nó ôn tập từ học kỳ 1 luôn em. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi hết clip thầy. Xin chào lại các em trong các clip tiếp theo nha. Bye bye.